Tôi đã từng hỏi nhiều người câu này, ai là chân sút xuất sắc nhất tất cả các kỳ chung kết thế giới World Cup? Rất nhiều cái tên vĩ đại đã được đưa ra. Ronaldo de Lima, Gerd Müller, Jess Fonte, Pele, Diego Maradona, v.v. Nhưng câu trả lời chính xác nhất lại nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Danh vị chân sút xuất sắc nhất tất cả các kỳ World Cup hiện tại đang được nắm giữ bởi tiền đạo người Đức Miroslav Klose. Cũng chính anh là người khiến cho người ngoài hành tinh Ronaldo de Lima phải hết lời khen ngợi sau khi chính thức vượt qua con số 15 bàn thắng ghi được trong tất cả các kỳ chung kết thế giới World Cup vào năm 2014. Điều gì đã khiến một chân sút thường bị đánh giá thấp bởi người hâm mộ đạt được dấu mốc to lớn như vậy? Đầu tiên chúng ta cùng đi tìm hiểu về tuổi thơ của anh. Miroslav Klose chào đời vào ngày 9 tháng 6 năm 1978 tại Opole, Ba Lan. Anh được sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao. Mẹ anh, bà Baraba Jess, là thành viên của đội tuyển bóng mềm quốc gia Ba Lan. Còn cha anh, ông Joseph Klose, là một tuyển thủ bóng đá chuyên nghiệp, chơi cho Odra Opole trước khi chuyển tới Pháp để gia nhập câu lạc bộ Auxerre của Pháp vào năm 1978. Vào năm 1986, cậu nhóc Klose khi đó mới chỉ 8 tuổi đã chuyển đến định cư tại quê nội cùng gia đình, tại Kuzo thuộc Tây Đức. Khi đó cậu bé chỉ biết vỏn vẹn có hai từ tiếng Đức là ja và nee. Anh kể lại, khi ấy anh đã rất hoảng sợ. Hồi còn phải sống trong trại tị nạn, phải ngủ trên những chiếc giường tầng cũ kỹ, còn xung quanh thì toàn là người nói tiếng nước ngoài. Cũng vì xuất thân như đã nói ở trên, hoàn toàn dễ hiểu khi Miroslav Klose có niềm đam mê về trái bóng ngay từ khi còn rất bé. Cả tuổi thơ, anh phải miệt mài rèn giũa kỹ năng chơi bóng với câu lạc bộ SG Blaubeck Dijkhoff, một câu lạc bộ địa phương khi đó đang chơi ở giải hạng 7 của Tây Đức. Khi ấy, Klose chỉ là một đứa trẻ ngỗ ngược, hệ quả kèm theo đó là bị đuổi khỏi trường. Trong một lần phỏng vấn anh đã chia sẻ, trong quãng thời gian đó, nếu như không có bóng đá thì cuộc đời tôi sẽ khác rất nhiều, tiêu cực hơn rất nhiều. Cũng trong khoảng thời gian đó, Klose còn làm một thợ mộc thực tập sinh để phần nào chu cấp cho gia đình khi ấy. Gia đình tôi sống trong một căn hộ rất nhỏ, tôi và chị gái ở chung một phòng, bố mẹ thì phải ngủ ở phòng khách. Khi 16 tuổi, anh đã vượt qua được kỳ kiểm tra nghề với số điểm 99/100, qua đó mà chính thức trở thành một thợ mộc và đi làm thuê. Anh tiếp tục làm nghề này cho tới khi được ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên với câu lạc bộ Kaiserslautern. Cũng đúng lúc ấy, Klose đã chọn toàn tâm toàn ý cho bóng đá. Màn debut của câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Năm 1998, Miroslav Klose bắt đầu sự nghiệp của mình trong màu áo của FC Homburg. Khi ấy, anh mới chỉ 20 tuổi. Chuyển đến FC Kaiserslautern và thi đấu trong 5 năm kể từ năm 1999 cho tới năm 2004. Klose đã đạt được những cột mốc vô cùng quan trọng, đặt nền tảng để lên hàng ngôi sao trong tương lai. 67 trận đầu ra quân, anh ghi được 33 bàn, hiệu suất trung bình 2 bàn một trận. Klose nói trong một bài phỏng vấn thời điểm đó, để đạt tới đỉnh cao phong độ đã khó, giữ mình ở trên đó lại càng khó hơn. Tôi phải nghiêm khắc với bản thân, không cồn, không club, đi ngủ sớm. Cũng bởi nỗ lực và thành tích vô cùng xuất sắc này, Klose đã có cho mình một suất trong cuộc hành quân của những cỗ xe tăng Đức tới World Cup. Trong thời điểm đó, đội hình của Die Mannschaft đang ở trong quá trình cải tổ. Người Đức vẫn đang rất cố gắng để tìm kiếm một mũi nhọn có thể trở thành truyền nhân của Oliver Bierhoff, nay đã không còn sung sức. Ngay trong trận đấu đầu tiên với Ả Rập Xê Út, cỗ xe tăng Đức đã nã 8 phát súng sang cầu môn của đội khách mà không cho đối phương cơ hội phản kháng. Chỉ riêng trong đó, cái đầu của Klose đã mang về cho anh một hat-trick ngay trong trận đầu mở màn. Klose và đồng đội đã có một cuộc hành trình tương đối dễ dàng khi Die Mannschaft không phải đối đầu với một đối thủ sừng sỏ nào quá đáng kể. Thậm chí, cỗ xe tăng Đức còn san bằng một đội tuyển Hàn Quốc khi đó được các thế lực lớn đứng đằng sau hậu thuẫn tại bán kết để tiến vào trận đấu cuối cùng với một Brazil hùng mạnh. Với tấm thẻ vàng của Michael Ballack từ trận bán kết, Đức đã mất đi một phần lớn sức mạnh. Một mình Klose là không đủ để đối chọi với những Cafu, Roberto Carlos, Lucio, Roger Junior và Edmilson ở bên kia chiến tuyến. Ronaldo de Lima chấm dứt tham vọng của những cỗ xe tăng Đức bằng hai bàn thắng lần lượt vào phút thứ 68 và 79. Người Đức giành ngôi Á quân, còn riêng đối với Klose, anh ghi tổng cộng 5 bàn thắng tại kỳ World Cup năm ấy, chỉ đứng sau vua phá lưới Ronaldo với 8 bàn. Thậm chí, 5 bàn thắng ấy đều được thực hiện bằng đầu. Và với thành tích như vậy, Miroslav Klose trở thành một cái tên được rất nhiều câu lạc bộ tên tuổi trên toàn thế giới săn đón. Tuy vậy, anh vẫn tôn trọng hợp đồng với cả FC Kaiserslautern và ở lại câu lạc bộ này tới tận năm 2004. Đến khi chuyển sang Werder Bremen,
Klose đã có 52 bàn trong 145 trận thi đấu với cái giá chuyển nhượng là 5 triệu euro. Klose chính thức góp mặt vào đấu trường lớn nhất của Đức, giải Bundesliga. World Cup năm 2006. Miroslav Klose là một sự bổ sung đáng kể cho hàng công của Werder Bremen. Anh cùng với cả Johan Miklau, Ivan Kaslatnik và Nelson Valdes trở thành một bộ máy vô cùng hiệu quả, trở thành cơn ác mộng cho mọi kẻ ngáng đường. Với khả năng dứt điểm bằng đầu hoàn hảo, Klose là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất của Bundesliga. Chỉ tính riêng trong mùa giải 2005-2006, anh ghi 25 bàn thắng trong 26 lần ra quân, kiến tạo 16 đường chuyền thành bàn, ậm luôn danh vị vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Chẳng có lý do gì để ngăn Klose có thêm một cơ hội để tham gia vào World Cup 2006 tổ chức ở ngay trên đất Đức. Có thể nói kỳ chung kết thế giới năm 2006 là cột mốc chói sáng nhất trong cả sự nghiệp của Miroslav Klose, một phần rất lớn do phong độ đỉnh cao của anh. Trong trận khai mạc vào ngày 9 tháng 6 năm 2006, đúng vào sinh nhật lần thứ 28, anh đã lập cú đúp vào lưới Costa Rica để góp phần mang về chiến thắng 4-2. Bản thân Klose cũng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ấy. Rồi trong trận cuối của vòng bảng, đối đầu với cả Ecuador, anh lại tiếp tục lập cú đúp nữa. Tới vòng loại trực tiếp, ở trận tứ kết gặp Argentina, Klose đã xuất sắc hạ gục Leo Frasco để gỡ hòa bằng một cú đánh đầu chuẩn mực, đưa những cỗ xe tăng Đức vào loạt đá luân lưu định mệnh. Diamond Sharp đã giành thắng lợi 4-2 rồi tiến vào trận bán kết, nhưng sớm đã phải dừng bước với tỷ số 0-2 trước một đội tuyển Ý với hàng thủ quá chắc chắn. Chung cuộc, người Đức hạ Bồ Đào Nha trong trận tranh giải 3 không phải là một kết quả quá tuyệt vời, nhưng đối riêng với cả Klose, 5 bàn thắng trong 7 trận đấu là một thành tích vô tiền khoáng hậu. Anh vượt qua tất cả những cây sân bàn lớn, bao gồm cả Crespo, Ronaldo, David Villa, Thierry Henry và cả Zinedine Zidane để trở thành vua phá lưới của kỳ World Cup 2006. Miroslav Klose trở thành cầu thủ Đức thứ hai sau Gerd Müller giành được danh hiệu cao quý này. Anh cùng người đồng đội Michael Ballack cùng được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của giải đấu năm đó. Sau màn trình diễn tuyệt vời tại World Cup 2006, Miroslav Klose trở thành mục tiêu được các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu săn đón, bao gồm Barcelona, Juventus và nhất là Bayern Munich. Chủ tịch của Bayern khi đó, hoàng đế Franz Beckenbauer đã ra sức thuyết phục Klose để có được chữ ký của anh. Đến ngày 7 tháng 6 năm 2007, Klose tuyên bố sẽ rời Werder Bremen. Câu lạc bộ này đành phải bán anh cho Bayern Munich trước khi anh trở thành cầu thủ tự do ngay mùa sau đó. Một bản hợp đồng 4 năm ngay lập tức được ký với cái giá là 15 triệu euro. Klose gia nhập Bayern cùng với thời điểm gã mặt sẹo Frank Ribery và Luca Toni. Cả ba phải ở chung phòng khách sạn một tháng cùng với nhau. Những con người nói những ngôn ngữ khác nhau và đến từ những nền văn hóa khác nhau. Vì vậy mà họ đã rất khó khăn để có thể giao tiếp với nhau bằng một cách thông thường. Chúng tôi chỉ có thể giao tiếp bằng tay và chân. Tôi thì muốn ăn sớm nhất có thể. Frank thì chỉ ăn lúc 8 giờ, còn Luca thì muộn hơn thế. Nhưng cũng nhờ vào khoảng thời gian này mà Klose đã hợp tác rất ăn ý với các thành viên của đội tuyển mới. Với Klose trên hàng công, đá cặp cùng với cả Luca Toni và đối tác cực kỳ ấn tượng trong kỳ World Cup Lukas Podolski, Bayern Munich đã đạt được cú ăn hai bao gồm chức vô địch Bundesliga và cúp quốc gia Đức. Tuy vậy, thành tích ghi bàn của Klose có vẻ đã giảm sút so với các mùa giải trước. Anh chỉ ghi được 10 bàn tại Bundesliga và 5 bàn tại UEFA Cup. Đến mùa giải 2009-2010, Klose thường ghi bàn ở đầu mùa giải, sau đó tịt nòng ở giai đoạn sau. Anh bắt đầu làm bạn với cả băng ghế dự bị nhiều hơn, nhường vị trí cho các tân binh mới của Bayern. Cơ mà kể cả vậy thì cũng không ngăn được niềm tin mà Joachim Löw đặt vào Klose. Anh vẫn ghi bàn thường xuyên trong màu áo đội tuyển quốc gia. Klose tâm sự: trên đấu trường quốc tế, tôi mới có thể ghi bàn. Trong màu áo trắng của Tổ quốc, đội tuyển quốc gia mới là ngôi nhà thực sự của tôi. World Cup 2010. Ở lần thứ 3 góp mặt vào ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới, Klose liên tục sôi đổ các cột mốc với những bàn thắng của mình. Anh lập công ngay trong trận đầu mở màn gặp Australia. Tiếp tục, một pha đánh đầu kiểu mẫu để nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Bàn thắng này giúp cho Klose san bằng thành tích của cựu huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Jürgen Klinsmann. Ở trong trận đấu tiếp theo với cả Serbia, anh bị truất quyền thi đấu bởi nhận 2 thẻ vàng. Vì thế mà cũng mất đi cơ hội để nâng cao số bàn thắng. Phải đến tận trận đấu vòng 1/16 gặp những chú sư tử Anh, Klose mới có thể bỏ túi cho mình một bàn thắng nữa thông qua một đường phát bóng dài của thủ môn Manuel Neuer. Bàn thắng này đã giúp cho Klose san bằng cột mốc của vua bóng đá Pele với con số 12 bàn thắng. Diamond Sharp bước chân vào tứ kết để đối đầu với cả Argentina. Trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả Miroslav Klose, không chỉ bởi vì nó là trận tứ kết của giải đấu lớn nhất hành tinh, mà nó còn là trận đấu thứ 100 trong màu áo đội tuyển quốc gia của Anh. Klose trở thành người Đức thứ 6 đạt con số này. Điều hiếm ai có thể ngờ tới là
những cỗ xe tăng Đức hủy diệt Argentina tận 4 bàn không gỡ. Trong đó, Klose lập cho mình một cú đúp giúp anh đưa tổng số bàn thắng của mình trong các kỳ World Cup lên con số 14, ngang bằng với người đồng hương huyền thoại Gerd Müller và chỉ còn cách người ngoài hành tinh Ronaldo de Lima một bàn. Có lẽ số mệnh đã khiến cho Miroslav Klose phải tham gia thêm một kỳ World Cup nữa bởi Die Mannschaft phải nhận thất bại ngay trong trận bán kết với cả Tây Ban Nha. Bản thân Klose cũng đã dính chấn thương lưng khá nặng trong trận đấu này, khiến anh lỡ luôn trận đấu tranh giải ba với cả Uruguay, tiếp tục bỏ lỡ thêm cơ hội để anh vượt qua huyền thoại người Brazil ở trong năm đó. Nhưng anh vẫn có thời gian, bởi khi ấy, Klose mới chỉ 31 tuổi. Trở lại với những giải đấu thuộc cấp câu lạc bộ, số phận của Klose không khá khẩm hơn là bao nhiêu khi liên tục phải ngồi dự bị cho Mario Gomez tại Bayern Munich. Tới ngày 7 tháng 6 năm 2011, kỳ hạn hợp đồng của anh với cả Hùm Sám sắp kết thúc, Klose nói lời tạm biệt với cả Bayern Munich để tới Ý và đầu quân cho câu lạc bộ Lazio, và cũng chính đây là bến đỗ cuối cùng của anh trong sự nghiệp quần đùi áo số. Phong độ của Klose đã không còn được như trước nữa. Trong một cuộc phỏng vấn trước khi hành quân tới Nam Phi, Klose chia sẻ rằng đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, đích đến mà Klose muốn đạt tới không phải là xô đổ những kỷ lục cá nhân. Anh muốn Die Mannschaft có được ngôi sao thứ tư ở trên ngực áo. Đó là điều duy nhất chúng tôi còn thiếu. Và anh đâu thể biết được, mùa hè năm 2014 là mùa hè đẹp nhất trong đời tuyển thủ của mình và đối với tất cả các cầu thủ fan túc cầu của Đức. World Cup năm 2014, Miroslav Klose được Joachim Löw tung vào sân ở phút thứ 71 trong trận đấu vòng bảng với cả Ghana. Chỉ 3 phút sau, anh ghi bàn thắng gỡ hòa cho tuyển Đức bằng một pha chạm mũi chân cực đơn giản. Bàn thắng này giúp cho Klose được chính thức ghi nhận là cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất trong lịch sử các kỳ World Cup với 15 bàn cùng với cả Ronaldo de Lima. Nhưng có vẻ như anh không muốn dừng lại, cỗ xe tăng Đức cũng không muốn dừng lại. Họ muốn băng băng tới trận bán kết gặp chính chủ nhà Brazil. Ở trận đấu đó, giấc mơ đẹp nhất của người Đức và cũng là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của người Brazil. Đội chủ nhà mất đi hai nhân tố mạnh mẽ nhất của mình. Trung vệ đội trưởng Thiago Silva bị lệnh án treo giò do nhận đủ số lượng thẻ vàng. Nhưng thiệt hại nặng nề nhất là mất đi Neymar do gặp phải chấn thương trong trận tứ kết. Trung vệ David Luiz đã nhận chiếc băng đội trưởng và cùng đồng đội bước chân vào trận đấu cam go nhất của giải đấu. Nhưng người Đức không hề tỏ ra khoan nhượng khi tung đội hình mạnh mẽ nhất của họ khi đó, gồm những Neuer, Philipp Lahm, Mats Hummels, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Toni Kroos, Mesut Özil và tất nhiên, đá cao nhất chính là Miroslav Klose. Chỉ 30 phút sau khi tiếng còi khai cuộc, bảng tỷ số đã là 5-0, nghiêng về phía những cỗ xe tăng. Trong đó, Klose là người ghi bàn thắng thứ hai. Chẳng ai có thể tin được những gì đang xảy ra trên sân khi đó. Run rủi thế nào mà chính Ronaldo lại là người trực tiếp dự khán và bình luận trận đấu ngày hôm đó. Người ta thấy ông chết lặng trong cabin, vừa phải nhìn thành tích của mình bị xô đổ, vừa phải chứng kiến trận thua bạc nhược của đội nhà như một lời đáp trả cho thất bại tại trận chung kết thế giới năm 2002. Người hâm mộ Brazil bật khóc. Có những người còn bỏ về vì không thể ở lại mà nhận thêm những nhát dao cứa sâu vào tim. 7-1 là kết quả chung cuộc, khiến đây là trận bán kết có hiệu số cao nhất trong tất cả các kỳ World Cup. Còn riêng đối với cả Miroslav Klose, anh chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất các vòng chung kết thế giới. Đạt được cột mốc lịch sử, nhưng Klose vẫn rất khiêm tốn về thành tích đó. Ở buổi phỏng vấn sau trận đấu, anh phát biểu: Ronaldo xứng đáng với đánh giá của tất cả mọi người trên thế giới. Anh ấy là một tiền đạo toàn năng, là cơn ác mộng của tất cả những ai đứng giữa anh ấy và cầu môn. Ronaldo là huyền thoại. Tôi không biết anh ấy cảm thấy như thế nào khi chứng kiến kỷ lục của mình đã bị phá vỡ. Nhưng đối với cá nhân tôi, anh ấy mãi mãi là một huyền thoại túc cầu và sẽ luôn được nhớ đến, dù những kỷ lục có bị xô đổ hay là không. Bước vào trận chung kết với cả Argentina, Klose thi đấu 88 phút trước khi được thay ra bởi Mario Götze. Và cũng chính cầu thủ này ghi bàn thắng duy nhất của Đức ở phút 113, mang về chiếc cúp vàng quý giá cho người Đức sau 24 năm chờ đợi. Vừa đạt được thành tích cá nhân, vừa đạt được danh hiệu tập thể cao nhất, sự nghiệp của Miroslav Klose đã đạt đến một sự viên mãn. Một tháng sau đó, anh tuyên bố giải nghệ với cương vị là chân sút vĩ đại nhất của nước Đức, ghi được 71 bàn sau 137 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Những di sản để lại của Miroslav Klose. Anh không có rất nhiều thứ để làm nên thương hiệu của các huyền thoại cùng thời. Anh không có tốc độ như Thierry Henry, anh cũng chẳng có đôi chân ma thuật biến ảo như là Ronaldinho. Anh chỉ làm tròn trách nhiệm ghi bàn của mình và thực hiện nó một cách đơn giản nhất. Chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu và ăn mừng bằng một cú salto. Đó là tất cả những gì mà fan túc cầu trên thế giới nhớ về anh. Và cũng chính những điểm đó đã làm nên một sự nghiệp vô cùng thành công cho Miroslav Klose. Không chỉ đơn giản trong cách anh chơi bóng, sự trung thực và giản dị của Klose cũng khiến anh được khán giả, đồng đội và thậm chí là cả đối phương yêu quý. Cuối tháng 9 năm 2012,
Trong trận đấu giữa Lazio và Napoli, Klose đã có một tình huống đưa bóng vào lưới của đối phương bằng tay. Trọng tài đã không nhận định được tình huống đó và còn định để cho nó là một bàn thắng hợp lệ. Thế nhưng cũng chính Klose đã bước tới và thừa nhận với trọng tài, đó là một pha ghi bàn không hợp lệ. Trọng tài rút lại bàn thắng, nhưng thay vì cho Klose một chiếc thẻ vàng, anh lại nhận được một cái bắt tay. Còn các cầu thủ Napoli, họ tiến tới và ôm lấy Klose như thể anh là đồng đội của họ. Đó cũng không phải là lần duy nhất anh thể hiện lối chơi đẹp và sự fair play của mình. Khi còn khoác áo Werder Bremen, vào năm 2005, anh cũng đã từ chối một quả phạt đền vì cho rằng đó là quyết định không chính xác. Anh đã nhận được giải fair play từ hành động này. Có thể nhận định, Miroslav Klose là đại diện cho bóng đá của Đức. Đơn giản, thầm lặng, không hóa mỹ, không màu mè nhưng lại vô cùng hiệu quả. Anh là nhân chứng sống cho sự thay đổi kéo dài hai thập kỷ của Diamond Sharp, từ những nốt trầm nhất cho đến những thời khắc thăng hoa nhất. Anh vẫn ở đó, cống hiến hết mình cho đội bóng, thực hiện vai trò là khẩu pháo hạng nặng của những cỗ xe tăng. Rời xa sự nghiệp chơi bóng, cái duyên của anh với cả sân cỏ vẫn rất nặng. Sau khi giải nghệ, Miroslav Klose bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình. Anh trở thành một phần của ban huấn luyện cho đội tuyển quốc gia Đức, đồng thời huấn luyện đội U17 của Bayern Munich vào năm 2018. Hợp đồng với Hùm Xám kết thúc vào năm 2020. Anh ở lại Bayern thêm một năm nữa với vai trò là trợ lý giám đốc cho Hansi Flick. Sau đó thì anh cũng rời Bayern. Vào ngày 17 tháng 6 năm 2022, đã có thông báo rằng Klose sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Áo Vinedorf Antak. Chúng ta hãy cùng đón chờ xem, cùng triết lý chơi bóng đơn giản của mình, anh sẽ còn gặt hái thêm được những thành công to lớn như thế nào nữa. Để các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là PinkDot. See ya!